Yeah, được hai cái giỏng ngon. Đẹp ha, chỗ này quay vừa thi vụ rất là bàn nhỏ nhỏ, bàn cút cô nhỏ nhỏ, bàn 20 đồng á, nhỏ nhỏ thôi. À, mời mời. Cái kêu anh. Bình vô chia đi. Chia cái đi. Bàn rửa này đúng là không có món của nhà mà cứ là tôi làm bà dễ hơn. Cái bà đó cẩn thận ăn nói cẩn thận làm vì cẩn thận. Cắt rối. Thì nói bị bạn không được, nói bị bạn anh đang vào trong máy nói chuyện nha. Trong máy nói chuyện đừng có lạc quan chín quá hình như vậy. Bỏ chi vô chứ ha, lấy chi chứ bên là cái bánh mì đó không? À, bên bên ok tôi cuốn ra bóc ra lấy bên đây bên như bên này ha. Rồi anh Khánh làm dùng được, đó đi. Được làm cho anh làm đi. Giờ làm sao? Giờ như này anh lấy cái bàn lấy cái này về. Lấy chi phải không? Lấy cái chi rồi một bàn già. Rồi. Mở ra phải không? Giờ bỏ cái chi này chứ. Đó, bỏ chi vô đây. À, bỏ chi vô đó. Bỏ chi vô đây. Tôi sẽ soạn ăn nha. Bỏ lên trên. Cái này nó gọi là Silverwood cheeseburger the fastest cheeseburger nha. Oh, Khánh Vinh Vinh có vẻ giỏi cái này quá đó. I think that's a very good idea. Give me a good one Vinh ơi. Khánh ơi. Hả? You doing good Khánh? Wow, quá đã luôn. Yes. Còn yes. Còn gì khác nữa không nhỉ? Rồi bây giờ 3 miếng bánh mì. 3 miếng mì. Yes. Em đĩa rồi salad rồi cái này ha. Rồi. Salad kia là ăn bỏ vào đây luôn hay sao? Không, salad ăn sống luôn rồi. Cui ra là quất thôi. Để tôi ghé lên đây ngồi ăn nè. Ông bên này salad khác chứ không phải salad ở đây. Đây salad chua. Salad bên ăn ngoài. Ở dưới bên ngoài mình xếp ăn trong này đâu. Không kìa, rút bớt ra anh không sao. Lấy bớt ra. Rồi, chuyển cho bạn đợi phải dính làm burger này. Burger này super spicy, special. Ôi, thịt quá rồi, bây giờ anh well done cũng được. Có, mình có ba cái dưa leo đó, ba cái trái dưa leo nãy để trong thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy ba cái trái dưa leo đó thôi. Thấy rồi. Sao? Lấy đĩa đi.
biết sao mình lấy cái đồ cào nó đi cái phía đó, mình bận nó đi xuống đó. Đó. Đó đẹp. Cái này là dạng tới mỗi lần đó thì cái này á mình càng ăn một hamburger một cây mà ăn đúng rồi, đúng rồi, một cây dưa leo một cặp thôi. Thì mấy phút nữa mình bỏ xong. Hello đi, hello đi. Hello nè. Vin ơi. Hello Khánh nè. Ok, hello. Good. Cắt làm đôi anh Khánh. Làm đôi luôn hả? Không, phải bỏ hai cái đầu. Ok.